em luôn sai xin được kính chào toàn thể các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn trong cái video của em ngày hôm nay xin phép được lên chia sẻ với các bác những cái tác phẩm mà cây hoa trà my phấn sen và thập bát học sĩ. đó thì nói về cây hoa trà mi phấn sen và thập bát học sĩ thì nó là một cái dòng trà mi mà nó rất là đẹp. đó là một cái cây, một cái cây nó mang một cái vẻ đẹp rất là tổng thể trong cái thế giới hoa trà my vì cái, cái cái, dòng mà thập bát học sĩ cũng như là phấn sen này thì uh, chia sẻ với các bác là nó một dòng cây mà nó có cái bản lá rất là đẹp các bác có thể nhìn thấy đó là là cái lá của cây thập bát học sĩ cây phấn sen ấy, thì là cái bản lá của nó là lá nhựa lá tròn ngay chưa uh, lá nhựa lá tròn uh, cây hiện tại thì đang rất là khỏe thì đây là một cái cây phấn sen cây chị ạ dòng này thì nó một cái dòng cây mà trà mi nó rất là khỏe uh, thứ nhất là cây khỏe cái thứ hai nữa là trong một cái khuôn bông rất là đẹp cái thứ ba nữa là một cái dòng cây mà nó rất là dày râm, dày dày râm, dày tán. Đó và đặc biệt là cây có khả năng chịu nắng cũng như là một cái cái khả năng thích nghi của cây thập bát học sĩ Cũng như là cây phấn sen rất là khỏe. Đó thì phấn sen thì nó là cái dòng thập bát học sĩ thuần hồng các anh chị ạ. Đó thì còn thập bát học sĩ đa sắc thì nó là nó một cái dòng tràm nó cho những cái mặt bông nó rất là đa dạng. Đó những cái cây mà thập bát mà to như này thì có thể là để cho các bác đạt được cái số lượng mặt bông từ 8 đến 10 mặt bông ó thì đây là một cái cây cây này là một cây phấn sen các anh chị nhá. Đó, đây các bác ạ. Đó, đây là những cái bông mà nó cuối vụ. Ở những cái bông cuối vụ này thì cũng vặt nó xuống rồi cho nó khỏe cây các bác nhá. Đó, đây là cái 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 khuôn bông của nó cuối vụ này. Đó, đây con này của em là cây mã số 1 các anh chị nhá. ở cây này cây mã số 1, cây này của em nó ban gốc tầm khoảng 28, 28 29 anh chị ạ. 28 29 mà cây này cao thì à, chắc tổng cao khoảng tầm là 1m6 và cây thì nó có cái bộ râm cành nó rất là cổ và đặc biệt thì đây là những cái cây mà nó có cái tuổi đời khá là lâu rồi cây rất là già. và những con này thì là những con mà em đã trồng trên chậu vài năm rồi các bác là chơi yên tâm luôn cây đang khỏe đang bung lọc rất là mạnh luôn các anh chị nhá. cây đang bung lọc rất là mạnh luôn. đó thì ở đây chia sẻ với các bác là đây là cây số 1 mang bộ râm cành rất là, là 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 nhìn nó cổ cây lắm. cây nó rất là già rất là cổ luôn. đây là cây mã số 1 các bác nhá. tiếp theo giới thiệu các bác đây là cây mã số 2 các anh chị nhá. Đó, thì cây này nó một cái cốt gốc cũng rất là to, con này cốt gốc của nó 30 31 các anh chị ạ, 30 31. Đó, cây thì nó cổ cây lắm. cái dòng này thì cây nó đều là, là tầm khoảng là ở trên dưới 20 năm tuổi rồi. Các bác nhìn cái cảnh nó khẳng khiu rồi. cây đang rất là khỏe nhá. cây này cũng là một cây phấn sen nhá các anh chị nhá. đây là cây mã số 2 các anh chị nhá. Các bác nhìn cốt này. Đó. cây tiếp theo giới thiệu với các bác đây là cây mã số ba vẫn là một tác phẩm phấn sen anh chị nhá Đó, những cái dòng này thì hiện đại thì bây giờ nó là những dòng cây nó rất là rất là hiếm rồi thì bản thân cái cây trà phấn sen như thầy bác học sĩ thì nó là nằm trong cái À, nó, nó, nó nằm trong những cái cây trà mà hiện à, như ở bên Trung Quốc thì nó cũng là một cái cây mà nó có chỉ dẫn địa lý và nó một cái, cái dòng trà cổ rất là nổi tiếng và đây những cái cây này thì cái giá trị nó rất là cao. Ồ, con này cũng là một cây, uh, con này thì uh, em không có đo đâu nhưng cốt gốc của này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 28 anh chị nhé, tầm khoảng 28. Đó, đây các bác này, đây có một cái bông đang nở cho các bác xem nhé. Ở Đây là cái bông uh, trà phấn sen, Đó, cây này là đây nó còn một cái bông đang hoa các bác nhìn nhé. Ờ, anh chị nhìn cho em nó là một cái cây mà nó cho một cái khuôn bông cánh xếp rất là đẹp luôn một cái màu cánh sen. Ờ, thì với cái cây trà phấn sen này cũng như là cây trà thập bát học sĩ thì nó là một cái dòng trà thực sự nó rất là quý. Ờ, từ cái bản lá nhựa lá tròn cho đến là rất là dày răm, dày răm, răm phát triển rất là mạnh và một cái dòng cây mà có cái khả năng thích nghi cũng như là là cái sự phát triển rất là mạnh mẽ luôn. Ờ, thì đây là một cái cái bông phấn sen mà mời các bác chiêm ngưỡng. đây đây là cái cây số 3 các anh chị nhá. Đó, cây số 3. Ở đây nó vẫn còn một số nụ nó chưa nở. Nhưng mà những cái nụ này thì cũng có có thể là chưa chắc đã nở nữa nữa. Đó. Tuy nhiên là đây là cái bông cho các bác chiêm ngưỡng thực tế luôn, rất là đẹp luôn. Đó, cây mã số 3 các anh chị nhá. Cây tiếp theo giới thiệu với các bác, đây là cây mã số 4. Đó, cây số 4 này thì là một cái cây mà sẽ có cái cốt gốc chắc tầm khoảng 30 các anh chị nhá, tầm khoảng 28 đến 30, em không đo chính xác ở như đây là một cái cây cũng rất là đẹp luôn. Ở thì tất cả những cái cây mà mà thập bát học sĩ cũng như là cây phấn sen này để đây cái tác phẩm này là tác phẩm thập bát học sĩ các anh chị nhé. ở đây cái cây này thì uh, uh, tất cả thì nó đều sẽ là là ở cái tầm tuổi trên dưới hai năm tuổi anh chị ạ. các bác nhìn những cái 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 da thân. họ nhìn cái độ khẳng khiu của cái cành cái ở cây râm. họ là một cái cây rất là già và cũng rất là cổ cây. họ và đây là những cái cây mà mà cũng đã là là ở trồng ở trên chậu ở trên bầu rất là lâu rồi các bác chơi rất yên tâm và thực tế ra thì hiện tại anh chị nhìn thấy là cái cây này họ đang cái mầm mầm mấy cả là lọc nó đang bùng rất là khỏe luôn cây này là cây mã số 4 anh chị nhé. Cây mã số 4 các bác nha Còn này rất là đẹp luôn Đặc biệt anh chị nào có cái ý tưởng về bonsai Thì anh chị có thể là à, Cái cây này sẽ có rất là nhiều ý tưởng anh chị nha Tất cả những con này thì nó thường nó sẽ có một cái bệ khá là to ở dưới này các anh chị nhé Đây là một tác phẩm thập bát học sĩ Cây mã số 4 Ồ, Cây tiếp theo giới thiệu các bác Ồ, Đây là cây mã số 5 Ồ, Cây này của em nó sẽ cốt gốc từ tầm 28 anh chị nhé Tầm 28 thì cây này thì uh, nó có nó không có thẳng hay nhưng mà cái độ biên biên của nó rất là duyên và đặc biệt nó là một cái cây nó rất là già và rất là cổ cây và những cái cây mà thập bát cây này cây phấn sen các chị nhá con này là con tác phẩm phấn sen còn những cây như này thì hiện tại thì thật sự cũng đã là cái dòng mà nó nó cũng rất là hiếm rồi rất là hiếm rất là hiếm để các bác tìm được những cây như này đây là cây mã số 5 anh chị nhá cây này nó sẽ cao tầm mét sáu đây còn một bông đây các bác một bông nó nở cây này cây mã số 5 cái anh chị nha cây tiếp theo giới thiệu các bác đây là một tác phẩm thập bát học sĩ đa sắc ở cây này là cây mã số 6 ở một cái cây rất là già rất là cổ cây anh chị nhìn cái cành anh nó rất là khẳng khiu luôn đây là cây mã số 6 các bác nhé Con này thì à, uh, uh, Cái này thì cốt gốc có tầm khoảng 23 thôi anh chị ạ Cốt gốc khoảng 23 thôi nhưng nó là một cây rất là già luôn Và đặc biệt là cái cây gần như là uh, Nó rất là ổn định rồi Cây gần như về các bác trồng mà trồng nó rất là nhàn những cây này thì yên tâm tuyệt đối luôn uh, Đây là cây mã số 6 các bác nhé Đó, tiếp theo giới thiệu các bác một cây mã số 7. Đó, cây mã số 7 này thì uh, cây mã số 7 này cũng là một cây thập bát học sĩ đa sắc này anh chị ạ. À? con này thì cốt gốc nó sẽ rơi tầm khoảng uh, chắc tầm khoảng 25 anh chị nhá, tầm khoảng 25. Con này thì có độ thoát thân khá là cao. Đó, cây này thì là một cây form cao anh chị nhá. Đó. Đó, đây là cây mã số 7 một tác phẩm thời bác đọc sĩ tất cả những cây thì đều rất là già rất là cổ cây họ tiếp theo giới thiệu với các bác là cây mã số 8 <laughs> cây mã số 8 này của em nó sẽ vành công tầm khoảng 25 26 anh chị nhá đó cũng là một cây mà mà có cái bộ dòng tán rất là đẹp, một cây rất là cổ luôn, sự tác phẩm nào cũng đẹp cây mã số 8 này là một cây thập bát học sĩ các anh chị nhá cây thập bát học sĩ đa sắc ở con này mà anh chị nào muốn chơi một lối cây mà nó nó cổ kính một chút nó bác lên nang lên chậu chơi cây cổ kính một chút thì cây này nó là cây rất đẹp luôn ở mã số 8 các bác nhá Tiếp theo giới thiệu các bác là cây mã số 9 là một tác phẩm phấn sen. cái này là con phấn sen, con này thì có bộ cốt cũng khá là đẹp luôn, cái này cốt sẽ tầm 27 bảy anh chị nhá. Phấn sen các bác này, lọc. Cây đang cây nào cũng đang rất là khỏe, những cây này các anh chị về chơi yên tâm tuyệt đối luôn. những cây mà đã thuần dưỡng rất là lâu rồi. về các anh chị chơi rất là yên tâm, đi cây này. À, cây số 9 này các bác nhìn nó có một cái bông khá là cao em không không phải soi ở đây anh chị nhá Ồ, cây mã số 9 rất là đẹp Ồ, thì à, tất cả những cái lô mà cây à, cái cây, cây thập bát học sĩ ở phấn sen này thì các anh chị sẽ nhìn thấy có một cái điểm chung đó là cây nó rất là già cây đều trên dưới 20 năm tuổi đó và những cái cây mà nó có cái bộ răm tán nó rất là cổ đó thì anh chị nào muốn chơi một cái cây trà mà nó đẹp nó đẳng cấp đó, và nó có cái độ cổ kính thì các anh chị có thể lựa chọn những cây như trong cái series thập bát học sinh con sen này đó, đây là cây mã số 9 anh chị nhá đó và cái cây cuối cùng đó giới thiệu với các bác đó là đây là cây mã số 10 đó, Cây mã số 10 này là một cây rất đẹp anh chị này. Nói chung cây nào cũng đẹp, cây nào cũng, đẹp, cây nào cũng một cái nét riêng rất là đẹp luôn cây này thì cốt gốc của nó sẽ rơi vào tầm khoảng là cốt gốc của nó sẽ rơi tầm khoảng là 28 đến 30 em không đo chính xác. Và và cây này cũng là một cây phấn sen các chị nhá. Ở đây cái nụ của nó đây các bác ạ cái nụ này. Ở đây là cây mã số 10 các chị nhá. Các bác nhìn đúng không ạ? Tay cành nó rất là khẳng khiu, cây nó rất là già. các bác nhìn cái cây trà mi nó rất là cổ kính các anh chị để ý, ý các bác này nó bung mầm râm từ dưới ngang thân luôn. ở đây là cái dòng cây mà nó rất là mạnh mầm mạnh râm, cây cứ rất khỏe, thích nghi rất là mạnh luôn. họ và những cái cây nó 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 mạnh như thế này về các bác chơi là yên tâm mà chơi thì không có suy nghĩ gì về cái vấn đề là cây khỏe cây yếu hay là những cái vấn đề mà sợ cây chết các thứ là anh chị yên tâm tuyệt đối luôn, cây rất là khỏe luôn, đang bùng lọc rất là mạnh. Ờ, thì uh, trong cái video này thì em sẽ lên với các bác là 10 cái cây 10 cái tác phẩm hoa trà mi cả thập bát học sĩ và cả phân sen ở ờ, anh chị nào mà có nhu cầu muốn uh, siêu tầm những cái cây uh, trà mi thập bát học sĩ hoặc phân sen những cái cây mà nó đẹp nó cổ nó già đó ờ, thì anh chị có thể liên hệ cho em theo cái số điện thoại đó là 0901 789 915 cũng là cái số zalo của em và tất cả những cây em chia sẻ với các bác thì nó sẽ có mỗi một cây nó một giá các bạn thì em sẽ không báo cụ thể được đó, thì cái giá dao động nó sẽ rơi vào tầm từ 6 đến 8 triệu rưỡi các anh chị nhé từ 6 cho đến 8 củ rưỡi cho một cây đó, nó sẽ tùy theo từng cây Đó, thì anh chị nào mà ưng cây nào thì các bác có thể là uh, liên hệ trực tiếp với em nhé qua cái số điện thoại là 0901789915 mà em sẽ quay lại uh, cái cây đó một cách riêng biệt chi tiết cụ thể đó để cho các bác xem. <laughs> đó là cái video của em hôm nay uh, xin được kết thúc tại đây. Cuối cùng uh, xin được uh, kính chúc toàn thể các bác, các cô chú, các anh chị, các bạn luôn luôn đam mê, luôn luôn siêu tầm và luôn luôn chăm sóc cho mình được những cái, cái cây cảnh nói chung và cây hoa trà mi nói riêng đẹp nhất và ưng ý nhất. Em xin được trân trọng kính chào.